Vâng, thưa quý vị, đường Văn Thái Lung thuộc quận 1 thành phố Hồ Chí Minh sẽ được sắp xếp bố trí địa điểm kinh doanh buôn bán, bố trí các công trình phụ trợ, công trình tiện ích, cải tạo không gian cho người đi bộ, không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách. Khoảng 400m đường Thái Văn Lung, đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến Nguyễn Siêu sẽ được lát đá granite, cải tạo bề rộng mặt đường, cải tạo bề rộng vỉa hè, tăng diện tích cho người đi bộ và du khách. Đồng thời, đường Thái Văn Lung sẽ được sắp xếp bố trí điểm kinh doanh buôn bán, bố trí các công trình phụ trợ, công trình tiện ích, cải tạo không gian đường phố nhằm tạo dấu ấn văn hóa giao thông, văn minh đô thị và phát triển kinh tế đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh cũng thống nhất chủ trương triển khai cải tạo không gian đường phố trên đường Thái Văn Lung với nguồn vốn từ ngân sách và xã hội hóa. Cái giờ giấc mà cao điểm như vậy hay là cái giờ mà gì mà không có cho xe vô, người đi bộ thoải mái như Nguyễn Huệ, như là mình rất tán thành và ủng hộ nhà nước. Tôi nghĩ sẽ có thêm một nơi thật đẹp và thú vị. Và có thể sẽ có thêm nhiều nơi thư giãn, giải trí, sẽ có thêm nhiều quán cà phê. Nếu mà có thêm một cái phố đi bộ nữa thì người dân lại có thêm một cái khu viên để check-in chất sống ảo hoặc là để vui chơi, cũng rất là thú vị. Nằm ở quận 1, quận trung tâm thành phố, đường Thái Văn Lung tập trung nhiều cơ sở lưu trú, kinh doanh ăn uống, phục vụ khách du lịch quốc tế. Việc tổ chức sắp xếp và chỉnh trang lại tuyến đường này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị, du lịch làm tiền đề để nhân rộng ở các tuyến đường khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang có 4 tuyến phố đi bộ.